Hello, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hưng Xe Đạp. Vâng, ngày hôm nay bên em lại tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bác một chiếc xe Trek mang thương hiệu của Mỹ. Và chiếc xe này là chiếc xe hàng đấu giá sách tay tại thị trường Nhật. Con này thì khung của nó là khung nhôm càng carbon. Thì em sẽ quay về cấu hình và chi tiết của xe để anh em và các bác hiểu sâu hơn về một chiếc xe sách tay, một chiếc xe zin 100% theo xe. Con này thì bản của nó là bản Madon AR4. À, 3R là 4 rồi. Con này thì dây đi âm sườn. Đấy, dây đi âm sườn và sơn là sơn zin màu đen. Đấy, tem của Trek. Tem này là tem màu trắng bạc. Đấy, dập theo sườn xe. Và đặc biệt hơn nữa thì nhôm của nó là nhôm Amolium. Đấy các bác, Alpha Amolium. Và chiếc xe này thì các bác lên chiều cao từ 1m60 trở lên là anh em lên được con này rồi. Vì nó là dạng súng chéo. Con này là sử dụng là tay cong, tay để lắc. Đấy, tay để lắc. Thì chi tiết của xe thì con này thì em sẽ quay cho anh em và bác từ cái chi tiết nhỏ nhất như in là in zin theo xe. Bác nhìn in zin này nó rất là mềm, có khe thoát khí và cọc in này cũng là cọc in zin theo xe. Phanh thì nó sử dụng là phanh hình chữ U ba mảnh của Shimano 105, phanh của Trek Shimano 105. Lốp này cũng là lốp zin các bác nhá. Tông lốp cũng đang còn tất cả các tông lốp bên hồng đang còn nguyên zin luôn. Lốp này cũng là lốp zin theo xe các bác này. Đấy. Lốp Pirelli. Đấy, vành thì nó sử dụng là vành nhôm hai lớp. Nan hoa thì nó sử dụng là nan hoa dẹp chân đồng. Đấy, nan hoa dẹp các bạn. Máy ở nhôm. Đấy, ti hồng bật nhanh của nó là zin theo xe luôn, 100% theo xe. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Trục cũng là sử dụng là trục Shimano 105. Đùi Shimano 105. Đùi nhôm. Đấy, con này sử dụng là đùi nhôm Shimano 105. Về sơn của các bác nhìn thấy từ chi tiết của sơn là không có một vết chảy xước các bạn. Rất là đẹp. Đấy, không chảy xước. Mỗi hàn thì nó mỗi hàn robot các bác nhá, mỗi hàn dám này robot. Đấy, xe thì rất là đẹp, vành nhôm rồi, vành cũng là vành Bontrager với nhá, vành của Bontrager này, nó mang thương hiệu của Mỹ, hầu như là tất cả những vành là vành của Bontrager. Về phía phần bộ chuyển động của xe thì nó sử dụng cho các bác là 2, 4, 6, 8, 10, 11 lít, 2, 4, 6, 8, 10, 11 lít, 5.800. Và bộ chuyển động là Shimano 105 zin theo xe. Và clip của này là clip của Untegra các bác nhá. Đây, clip phần trong mặt clip là của Untegra này. Đấy, có nhìn thấy clip của Untegra này. Đấy, Shimano Untegra Japan. Rất là chất. Con này cực kỳ là đẹp luôn các bác. Về đùi thì đùi trái đùi phải đều là Shimano 105. Đấy, Shimano 105. Và sử dụng là đùi nhôm. Các bác nhìn thấy cái mặt đùi của nó cực kỳ là đẹp luôn. Về số đĩa của nó là 5034MS các bác. Đấy, bộ gạt đĩa của nó là Shimano 105 luôn. Rất là đẹp. Con này khung của nó cực kỳ chắc chắn luôn các bạn. Về dòng xe Trek thì các bác đi rất là đẹp và chắc chắn. Về phần càng của nó là sử dụng là càng carbon các bác nhá. Càng này là càng carbon này. Có mã của nó là OCLV carbon. Đây các bác. OCLV carbon này. Zin. Nan hoa trước cũng là nan hoa dẹp. Máy ơi nhôm. Zin theo xe. Phanh trước cũng là sử dụng là phanh hình chữ U ba mảnh của Shimano 105 và má phanh zin theo xe luôn. Cái phần bút tăng và ghi đông thì nó sử dụng là bút tăng bằng nhôm của Bontrager. Đấy, Bontrager. Đấy, bút tăng bằng nhôm. Về tay đề lắc Shimano quá nha. Tay đề lắc Shimano 105 này. Đấy, nó sử dụng là tay đề lắc Shimano 105 này. Tay trái và tay phải đều là Shimano 105. Và cái phần da nắm tay này cũng là zin 100% theo xe luôn. Đấy. Dây thì nó dây đi âm sườn các bác nhá. Dây đi âm sườn. Tay nắm này cầm rất là thích các bác này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Và cái bản xe bản Emoda AL4 như thế này thì hiện tại em đang giao lưu với bác nào mà kết em này thì giao lưu với giá là 23 triệu đồng em bao ship tận nhà. Cấu hình 5.800, bộ chuyển động Shimano 105, 11 lít và 2 đĩa. Đấy, một chiếc xe của Trek mang thương hiệu Mỹ các bác nhá. Đồ đoàn của nó là zin 100% theo xe. Các bác cứ lên chiều cao từ 1m60 trở lên là ok rồi. Rất là đẹp. Đấy, một con xe tay cong. Màu sơn đen, zin. Khung nhôm càng carbon. Thì với cái dòng xe Trek thì anh em các bác cũng đã từng tham khảo. Và nhiều bác đi dòng xe Trek rồi. Xe Trek thì đi nó rất là chắc chắn. Hầu như người nước ngoài đi sang Việt Nam thì các bác cứ ra bên bờ hồ hoặc là những công viên. Tất cả những dòng xe bên nước ngoài người ta đi toàn là dòng xe của Trek thôi. Đấy, bản này thì rất là đẹp quá nhá. Chiếc xe này thì giá là 23 triệu.
Bác nào kết thì nhanh tay liên hệ theo số điện thoại em là 0909 999 083 hoặc 0987 199 311. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ em xin một đăng ký kênh và một nút like. Xin chào các bác nhá.